Ủa người nữa. Rồi trước tiên rồi em chào anh ha. Kim Văn Giới, mã số quân nhân 289222. Rồi. Em chào anh luôn nha. Rồi bây giờ chào em chưa? Rồi rồi. Nha. Rồi bây giờ em đang lịch sự, em rất lịch sự đây. Quay phim. Em đang quay phim. Sao quỷ quanh chưa? À. Không có điều nào mà đồng ý, không quay có cần khoản nào điều nào. Nhớ nhưng mà em lên đó em tung mạng em nói. Không. Sự thật ngày hôm nay sao? Không có sai sự thật gì hết. Em không có sai. Rồi, nhắm mắt. Rồi anh yêu cầu em xuất trình giấy tờ cho kiểm tra. Rồi bây giờ anh chứng minh lỗi vi phạm của em đi ha. Được chưa? Anh chứng minh lỗi vi phạm của em bị lỗi gì? Trước mắt anh yêu cầu anh xuất trình giấy tờ cho kiểm tra. Anh bây giờ xử phạt theo chuyên đề hay sao? Có. Rồi bây giờ anh xử phạt theo chuyên đề bắt lỗi hay là sao? Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. Em bị lỗi gì? Bước đầu tiên xuất trình giấy tờ cho tao. Em bị lỗi gì mới xuất trình được? Em bị lỗi gì mới xuất trình? Xuất trình giấy tờ anh thông báo cho. Không được không được. Xuất trình thì anh lấy luôn sao? Em bị lỗi gì? Bây giờ em đang rất nhiều công việc. Nếu mà lấy của em á, em phải lập biên bản giữ giấy tờ của em. Em bị lỗi gì? Em đầy đủ giấy tờ, cà vẹt xe, bảo hiểm xe. Lấy giấy tờ cho anh kiểm tra. Đầy đủ hết. Em rất đầy đủ. Xuất trình giấy tờ cho anh kiểm tra đi. Rồi. Giấy tờ của em đâu? Em bị lỗi gì? Hả? Em bị lỗi gì bây giờ anh phải chứng minh lỗi của em chứ. Thông báo anh lỗi đi xe làn đường chưa? Bây giờ anh xuất trình cho anh giấy tờ cho anh kiểm tra chưa? Đâu, bây giờ anh làm việc với em. Anh không có làm việc. Hả? Sao? Em đã rào lại rồi, em không được xe làn đường bên đó, em hiểu chưa? Có bằng chứng gì không anh? Có em. Đâu đâu? Chứng đúng không? Rồi, anh về rồi. Em sẽ mở camera. Bây giờ anh mở đi, anh mở đi. Không, em không có đổi. Bây giờ em đang đứng ở đây thì anh lập hình ảnh. Theo khoảng 2 điều 7 điểm D luật xử lý vi phạm hành chính, tức là người nào xử lý vi phạm hành chính phải chứng minh được lỗi vi phạm hành chính các anh hiểu không? Đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Bây giờ anh lấy hình ảnh ra đưa cho em, em sẵn sàng xử lý, được chưa? Rồi, trước mắt em cứ lấy giấy tờ cho anh kiểm tra. Rồi anh mời em về đổi cho em hình ảnh của em luôn. Em không có mời, em không có cần mời. Bây giờ em đang đứng đây thì phải đưa về hình ảnh cho em. Đưa với em camera của anh là lưu lại 30 ngày nhé. Đưa về đổi em. Không, đưa về đổi em. Xem bằng chứng thì anh. Không. Bây giờ em đang đứng đây. Bây giờ em đang đứng đây thì tất cả các anh được cái tờ trên kiểm tra không? Cho em xem bằng chứng. Anh yêu cầu bằng chứng cho xem. Bây giờ em đang ở đây thì tất nhiên là phải có hình ảnh, phải đưa ngay cho em coi. Mời công an phường ở đây làm chứng. Anh này không xuất trình giấy tờ kiểm tra đây. Các anh bây giờ phải chứng minh được lỗi vi phạm rồi, thì em mới xác định giấy tờ. Rồi của anh sẽ mở cho camera. Vậy bây giờ đưa, giấy tờ các anh thì sao? Hả? Đưa để làm gì? Trước mắt để tôi kiểm tra giấy tờ anh có bằng lái hay không đó. Rồi ok các anh. Rồi ok. Hả? Có bảo hiểm chứng minh dân gì đây không? Rồi đầy đủ hết ha. Mai anh có thể đổi cho anh xem được chưa? Camera rồi làm biên bản luôn. Rồi trước tiên là cà vẹt xe. Rồi cà vẹt xe. Rồi đúng rồi, không? Đúng không? Lái của em đâu? Rồi anh cho em xin lỗi cà vẹt xe trước để em đưa bằng lái. Không em cứ đầy đủ giấy tờ. Không đủ giấy tờ anh kiểm tra em. Anh đưa đây. Em đưa từng em món. Cũng số máy đây em. Em đưa từng máy. Em đưa từng món. Hả? Em đưa từng món cho anh kiểm tra. Em đưa từng món cho anh kiểm tra. Rồi. Chứ bắt anh đưa. Bây giờ anh xác nhận đây là đúng. Đây là thật hay là giả? Anh xác nhận đây là thật hay là giả? Chưa thật hay giả? Không phải cái nhân quan em. Rồi được chưa? Rồi. Rồi bây giờ tiếp theo. Bằng lái em đâu? Bằng lái xe. Rồi. Đúng không? Bảo hiểm xe. Chứng minh nhân dân. Đầy đủ hết nha. Em chính chủ luôn. Đầy đủ. Được chưa? Em rất đầy đủ. Rồi. Rồi. Bây giờ yêu cầu của em. Em hiểu đúng không? Em hoàn đúng không? Đúng rồi. Yêu cầu của em là chứng minh hình ảnh đúng em rồi. Có vi phạm đúng không? Đúng rồi. Bởi vì xử lý lập biên bản em đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ rồi tôi mời hai anh em mình về đội coi camera hình ảnh. Bây giờ anh xử lý sao? Anh giam giấy tờ hay là sao? Bây giờ anh muốn nắm cái này giữ bằng lái thôi. Ừ. Lỗi này không có tước bằng lái. Thì đúng rồi, vậy thì bây giờ anh em không có thời gian, bây giờ anh lập biên bản nóng thì cũng được. Không, bây giờ như thế này nè. Biên bản nóng là sao? Anh lập biên bản tại đây. Có giấy tờ thì em lập rồi em ký rồi anh sẵn sàng cầm lên về rồi bữa sau lên lấy vậy thôi. Rồi bữa sau lên thì em coi camera. Không, bữa sau lên coi. Em muốn coi bây giờ cho em coi bây giờ luôn. Coi bây giờ em không có thời gian, em dẫn bạn gái đi ăn nữa. Hả? Em dẫn bạn gái đi ăn nữa em không có thời gian. Còn bữa sau nói chuyện với khách. Hồi nãy em yêu cầu coi bữa yêu cầu thì bây giờ nếu mà em yêu cầu coi bây giờ em yêu cầu sàng cho coi bây giờ coi bây giờ thì anh phải photo hình ảnh em ở đây hoặc là anh đưa cái đoạn phim vào đây. Em không có thời gian rảnh mà về đơn vị của anh để mà coi được chưa? Em không có quyền luật. Em vừa nói anh đã chứng minh cho em rồi. Chứng minh chứng minh em vi phạm đúng là như vậy, nhưng mà em đang có việc gấp. Nếu mà bây giờ các anh chứng minh thì chắc anh em không có đồng ý. Nếu mà anh em đi vậy đi sang đường không? Em có chuyện sang nào bên kia em không có biết, em không có biết. Em không biết là em đi sai không? Em không biết. Ha, em không biết là em đi sai không? Còn bây giờ các anh. Chạy không là em và các anh không có mâu thuẫn gì đúng không? Được chưa? Bây giờ cho anh nói cái. Rồi. Chạy không là quyền của em. Chạy sao đi đường sau em biết đúng không? Rồi, đúng không? Đúng rồi.
Còn em quay phim đồ người quyền của em. Rồi, em quay phim quyền của em. Nếu anh có sai phạm thì dạ. em á gửi lên lãnh đạo cho anh. Rồi. Cái hành vi vi phạm của anh. Rồi. Nó sai cả tố cáo hành vi vi phạm của anh. Ừ. Còn cái hình ảnh anh hôm nay. Còn em á mà phát tán lên mạng nó sai sự thật ngày hôm nay ha. Em hoàn toàn không sai sự thật. Em nếu học, mà nó không đúng. Em cứ để em học trường luật rồi, em học trường luật rồi. Chứ pháp luật đúng không? Ok anh. Không phải em vô khống cho ngành. Em không vô khống, em không vô khống. Nãy em chưa vô khống. Được chưa? Giờ sao anh viết cái comment lên đó viết khống nữa. Em không bao giờ viết nha. Nói nó phải đúng sự thật nha. Em nói cho anh nghe nè, an ninh mình rất là vững chắc ha. Có cảnh sát mạng đàng hoàng chứ không phải là đơn giản là muốn viết gì viết. Rồi, tôi mời anh về đội tới camera luôn. Em không có rảnh mà về đội. Bây giờ em không rảnh là về đội. Bây giờ các anh đứng chốt trực đúng không? Đúng không? Bây giờ các anh làm nhiệm vụ, không phải riêng một mình em mà vì cái này đứng lại được. Được chưa? Bây giờ nếu mà anh chứng minh á, muốn chứng minh em vi phạm thì anh phải đưa hình ảnh lại đây. Em còn rất nhiều công việc em còn đi. Dẫn bà quán đi ăn nữa. Em không có rảnh. Sao kiểu gì hả? Em không có rảnh mà đi với các anh. Lưu trên đó hả? Rồi lưu vậy thì đưa qua đây. Đội cho anh. Hoặc là bây giờ anh cứ giữ, anh sẵn sàng anh cứ giữ giấy tờ, bữa sau lên gặp đơn vị của anh để mà nói chuyện vậy thôi. Rồi em về đội. Coi camera.